lên thành phố. Không có Ngạn chắc Hà Lan buồn lắm. Không biết có dễ làm quen bạn mới không nữa. Hà Lan ráng nha. Chờ Ngạn lên. Có phải em đi là giấc mơ đi, ký ức riêng tôi ở lại. Áo trắng tôi thương những hôm chiều tà. Bây giờ tôi đố bà biết nè, trong mắt tôi ai đẹp nhất trong lớp này? Anh Dũng nói là chừng nào tốt nghiệp anh sẽ cưới Hà Lan. À thì ra là ông. Tôi đi vệ sinh đi theo tôi làm chi? Ủa chứ hồi nãy bà không đi mát cô hả? Ờ tôi tốt bụng lắm chứ bộ. Câu chuyện đã rất xa xôi, niềm riêng không ai biết tới. Hai người sống ở hai nơi, từ lâu không đi sát lối. Chỉ thường có người vẫn dạ, ngoài. Dạ chắc chắn người đó là tôi rồi. Đó là một sự thật hiển nhiên. Không ai có thể cãi được. Tôi là người đẹp nhất.